Có chim hay có gì á? Rồi chim ơi. Nâu. Nâu gì mà nâu? Mạnh lắm. Lấy đậu xúc ra. Từ từ lấy cái vợ. Chú lên một cái gì mà. Trời có chim, có chim. Chim ăn rồi. Có chim, có chim. Chim, có chim, có chim. Ô quá trời luôn. Lấy đậu xúc đi, bỏ gần đi lấy đậu xúc đi. Bỏ đi. Má nó ghiền. Má luôn. Lên cái chim quá. Quá bự. Ai quá nội, lên luôn, lên gỡ đi. Okay. Rắn bự. Rắn à? Ừ, rắn. Đầu nó nằm ở đâu? Đây coi nha. Đó. Tới nơi mà ghe đang hư, giờ phải chờ cái gì xuống. Chúc cả nhà được nhiều may mắn nha. Cò 26 gì đó. Hồi xíu à, cò bự lắm mà. Cò me mà. À. Không bay luôn chứ dạng ghê chứ. Không bay luôn. Bay lên. Bay lên. Ừ. Tâm không? Bữa bữa đi mà bữa đầy bè đó. Bị đuổi về đó. Bữa đi về lúc luôn rồi nè. Đó 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 đó. Lúc đó lúc đầu luôn, chụp đầu bằng luôn. Đó lắc lắc đó. Đó đó. Đó đó là cùng. Chưa. Trời ơi, dính nào? Đó làm hai ba con dính đâu. Đó, ô cá đậu, ổ cá hút, cá hút. Đó, phải vậy đó. Hay quá anh ơi. Đó. Chưa. Hấp dẫn không? Đó, con lý. Đó. Chưa đâu, nó lúc dữ lắm. Đó. Đó, thêm hai ba cây luôn. Đó. Đi lấy cái vỏ bỏ vô đi. Như điện giật đó. Đó. Đó, giật hai ba cây giật. Đi.
tí sao mà lụm cái cây nó giục ra ngoài tí được tí. Hả? Hay quá. Nhỏ xíu vậy. Cũng được. Nãy giờ chưa có con nào luôn hả anh Tâm? Kỳ vậy? Con này bự à? Bự không? Đó, ít ra cũng phải như vậy chứ. Coi chừng sập anh, đi từ thôi, chừng sập á. Ê, đó, từ thôi. Có cảm giác chứ không? Trời ơi, dính cá rồi. Dính cá nha cả nhà. Có không? Đó, vàng hực luôn. Quá đã. Quá đã. Một em út vàng. Cái đó nó lên đặt xong luôn rồi mà mọi người. Mấy cái chưa kịp giật hết một. Có sơn nhiều quá. Cái nâu rồi nó ăn nó gõ cốc luôn á. Cốc thì cần anh luôn á. Đó, đó nè, lụm nè. Thấy chưa? Mini. Trời ơi, khóa. Bắt nó luôn chứ thả gì. Trời ơi. Ui. Canh từ hôm qua tới giờ luôn. Trời ơi. Kéo lúc phao luôn cái gì. Vừa mới đẩy xuống à. Tưởng nó có chim ăn chứ. Giỡn hoài. Món mua cái nồi bự, anh mua cái nồi bự. À có nồi hả? Có gạo nãy có đem gạo không? Có cái nồi bự đó. Cái canh nhỏ đó. À. Quay cái nấu quay luôn mà. Thì nói gì mấy đó thì dễ rồi. Rồi tắt lửa bỏ mì vô được rồi. Cái lò này bữa nấu ngon à ha. Bữa mình đi rừng mà có cái lò này ngon ha. Bữa cái lò kia quải quá. Lò kia không nấu được gì bỏ cục cộn nó chảy tuốt lút. Rồi mì không? Thì không làm cái tiền mà. Ôi, cá trà. Dưỡng 2-3 cây vậy? Cây kia có Tâm á. À. Sôi liền không? Biết không? Hay quá anh ơi. Bữa nay đội nắng lá thấy nhìn ngầu ngầu nè. Ôi giờ nước đục lại là, nãy nước trong giờ đục rồi. Xong nó mới lên trong lại đúng không? Không. Có. Lên cá này cả nhà. Tiếp tục. Đã. Đang trọng mồi cũng không yên, quá êm quá êm. Đang trọng mồi cũng yên nữa nè. Giờ chủ bè người ta cho cá đồ một cá mồi ăn nha cả nhà. Nó lòi giữa nước vừa ngược dòng mới ghê. Nó thấy cái nó không thèm vô luôn á. Chắc nó thấy con ở bên bờ bên kia kìa. Trong anh đang nuôi giá giống đã rồi luôn. Hả? Nó nhìn trong. Trong chậu bên đây nè. Rê cá. Nó đi học chung mình không? Hay à. Mà nó dữ lắm á con đó. Nó thì khô à. Vậy là con rê cá. Khôn lắm mấy con đó.
Vô dụng lá vô. Không ăn là sao? Trời ơi. Ngồi đẹp lắm à. Nấu cơm luôn cả nhà. Nấu cơm chưa cho mấy anh em ăn. Sôi chưa nữa. Anh em nấu cơm để ăn trưa nha cả nhà. Nay thì có cái bếp ga mini mới nên anh em tự nấu cơm ăn luôn. Nấu cơm với kho miếng thịt với xào miếng rau ăn cả nhà. Ê, trời ơi, cái này nó tuột à. Em dịnh lại cho nó tuột đó đúng không? Nó lắm chứ. Cò bay. Bữa em đi qua bên Cần Giờ quá. Tới môn mà kho thịt hả? Ôi sao không bỏ dầu vô? Thịt măng, cái này mỡ, có mỡ. Dầu đi. Không có lửa gì trên này. Sao cái ghe nó đang bị nghiêng mà. Bữa hai chồng kia nó cầu cái nào muốn ngồi đâu, cầu nè, đó cái lỗ đó đó. Vòng vòng rồi nè. Chứ không có hết hả? Thịt kho măng mọi người. Cái lỗ này có không? Có. Không có nước tương thôi đúng không? Ừ. Cái chiếc ngọt không? Thôi được rồi. Đồ không nước tương mặn mặn ghé ăn cơm. Ớt là sao? Ớt để riêng ra, hốt mấy kia thôi đây ha, hồi mình ăn ai ăn ngặn. Nồi này sôi lại không? Sôi được chứ, mới đó sôi đó. Ừ. Lại mà. Ớt bên kia có nữa mà. Đổ luôn. Từ nước không kìa, nó chưa sôi mà. Chán chán cho cái nồi nó đều đi anh Khánh. Rồi, ủ ẩu vô quốc được rồi. Rửa mấy trái ớt rồi nè. Trơn trơn mà. Đúng rồi. Đó giờ nó lắm. Mới á, gỗ mới mà. Ờ chưa có đựng gì hết á. Chọn lên chút. Cái tổ này mình kiếm mà thế bỏ vô. Ủa sao hết lửa luôn hay gì vậy? Hết sao được hết. Ba còn mới. Cơm lên Tâm ơi. Ai có ăn cải múc ghi ra tô đi nè. Đi. Có rửa này rồi. Dạ, nóng quá. Ừ. Có đâu có ăn tiết kiệm bớt lại. Tiết kiệm chứ. À đây có một đống. Đi riêng đi tí. Để bên đó đi tí. Em đem bên đây, em để bên đó. Đừng cho lên cái tô á. Không cái gì nè. Ăn cải múc riêng ra. Đó. Múc riêng ra sẵn á. Rồi cơm chín rồi cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng ăn cơm với ba anh em nha. Để múc miếng nè. Ăn cơm của Nguyễn còn á, giờ kéo luôn đi anh Tâm, còn á, lụm không Nguyễn. Lúc cá dính cá nha cả nhà. Ăn cơm của Nguyễn. Đang ăn mà dính cá lụm. Ồ. Út cả nhà. Rồi, cái út đã. Quăng vỗ xô luôn anh. Rồi, ok. Quăng vỗ xô luôn nè. Bỏ vỗ xô nè. Cái xô để rửa. À, bỏ vô cái đây. Cái rổ đó. Ăn xong rồi. Ừ. Hay quá. Nè em đang quay nè. Nhỏ nhỏ không à? Nhỏ ừ. Con không? Gì? Không tới à? Nãy giờ nó đâu có ăn đâu.
Bên đây có lưới không Tâm? Lên đó, cỡ đó đó, quá đã. Cái đó quýnh cháp mà, cây đó cây quýnh cháp mà. Cái còn con Khánh mini vậy. Mini không có đâu, không có, nó ăn mấy cái con mini. Ngõ gục như điện nhưng mà đó. Đó 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 vô không đó, ít gan phải đó, gút gút xuống. Đó. Đó. Đó, vô không? Có đổ miếng nước vô vô cái thùng không anh Thánh? Đó, cá nhỏ rồi. Cho nó miếng nước. Đó, mới để xuống lượng liền ha. Đó. Đưa 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 cái thùng cho ảnh luôn, đưa đưa cái thùng cho ảnh luôn. Bây giờ nước ăn cầm cái cây sao được. Em đang quay.
Câu hết cái đợt cá lớn rồi, giờ còn cá nhỏ không? Ó, gục kìa. Gục. Gục. Ôi, rớt, rớt cái thao. Có không? Đó, vô rồi đó. Cười. Trời, nó dậy vậy. Ôi, có cha. Má bộ mắt quá. Gì gồng dữ anh Tâm? Gồng dữ vậy? Đếm cá nữa mọi người. Trời ơi, con cá cha. Hú gô luôn. Tỉa không vậy? Hai dây xuống nữa. Dính rồi, dính, dính. Hù dính luôn. Anh đang nghĩ gì, suy nghĩ gì nước Mỹ á? Trời ơi. Đừng cầm vậy, gãy cần á anh. Gãy á. Nữa hả? Nữa kìa. Cái cần này nó yếu dữ hả? Xả dây ra, xả dây ra. Ừ. Con này nữa kia. Rồi. Bắt gì lên.
vụ ổn nè. Đi. Vô ổn bây giờ. Này qua rồi. Thả xuống. Được không? Trời ơi, cá mập không? Gỡ đi. Cười vậy, đánh đẩy dưới sàn á là nó êm vậy. Nữa hả? Đó, ít ra cũng phải vậy. Wow. Quá dữ. Quá này quá. Hay quá hay quá. Dở thì sợ gãy con tí. Nó lẻ.
Đó thấy không? Chút 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 chút. Có khí mà nhỏ lắm coi nha. Đó. Ở trời. Hai con, ba con nhỏ nhỏ. Về ba ông con. Chút. Còn. Xuống hả? Nghe đập nó xuống. Khôn thứ bà luôn. Chứ sao? Mà kia là đâu? Dạ dạ dạ. Đó, bởi có bao tay không có bao tay nó cắn nó kẹt đau lắm. Anh đâu có cần xe bao tay đâu. Hả? Anh đâu có cần xe bao tay. Ốc đá không? Ốc đá. Có ốc đèn không? Đó là hai tay kìa. Đây này, đây, rõ. Đó, quất. Xúc. Trời ơi. Dở thiệt. Chặn đầu nó không chặn mà đi, chặn đuôi không? Anh bùm nó xuống đó 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 đó. Trời ơi, cái bên gì mà bắt được nội ơi. Ờ à, cuối cùng có được con. Ai nói. Nghiêng cái xuồng á. Ừ. Rớt con liềm kiệm ra bây giờ. Ngủ. Đem lên vậy thì dục qua bên ao này luôn nè. Hử? Đem dục bên ao luôn. Thôi mưa. Mưa chiều hả? Ừ mưa nó mai mình tắt nước thấy mà luôn. Ê, gớt cây đá. Lấy đồ hết đi. Trời luôn mà anh Khánh bắt vớt được con. Con kia cái nè. Không, lại có cái con bự nữa. Nó ngủ nó trôi 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 trôi. Xúc yếu. Chết rồi. Mới đem lên chiếc bèo. Buổi sáng ngoài kia chưa đi làm buổi sáng thấy tối tôi tối quá thì vô anh em cũng ngát ấm ấm cho anh em xin vô tập cơ cọc cây nè mà tối ốc đá nhiều. Nghe nè cái bự nè. Tiền ốc len của em đây cả nhà. Hết rắn bự. Ừ rắn rắn rắn. Kiếm cái cây đào mới được. Cái gì? Nằm dưới này nè. Con gì? Rắn. Rắn gì? Không biết rắn gì á. Bự lắm. Đây nè cái lỗ nè. Ừ. Bẻ cái nhánh cây á. Cây cứng cứng chú xìu sao bắt. Bự lắm. Phát hiện em rắn nha nha. Cái mục quá chứ. Ủa, cái đuôi kìa, cái đuôi kìa. Rồi, thấy rồi. Nó có cái góc mình đó đó. Hình như rắn rắn đó.
review gì đó không nè? Cái gì đó? Bông súng phải không? Ừ, gắn nước chứ. Lâu lùn của tới bên này dữ rồi. Ừ, đó đó đó. Cái đây, cái đuôi nè. Ừ. Đây, cái đuôi nè. Gắn nước chứ. Gắn nước không? Đó. Lộn xuống dưới rồi kìa. Cây cứng đó. Không, cây đi, không đem dụng cụ thiệt. Hết hết rồi, nó nằm dầm 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 đó, nó cuộn dầm dầm đó thôi. Ủa cái lỗ đâu? Đây đây đây. Quá luôn á. Đây cả nhà. Đó. Biết cái đầu nó đâu chứ. Đang từ từ để kiếm cái đầu. Kiếm cái đầu nó nằm ở đâu. Đây. Đây cả nhà. Đó. Ủa. Đây đây cái đầu bên đây. Đúng rồi. Đầu bên chỗ em đó đó. Nhất là nó đè cái đầu. Dài dữ ta. Ừ. Để coi cái con nào, con rắn gì vậy? Ủa cái đuôi hai con luôn hay gì á? Đây nè nè, trời ơi, cái đầu ở đây nè, cái qua tới đây luôn nè, thấy không? Trời ơi. Đó cái đầu đó. Đó, đè, rồi lụm. Cái gì vậy? Từ từ. Rồi. Rắn cả nhà ơi. Lên. Em siêu phẩm rắn này cả nhà. Nè. Ừ, dõi cái vỏ ra. Úp lại đàng hoàng nha. Biết mà. Rồi, tim rắn. Con làm. Ok giật đâu? Đây. Thêm một con ốc len nữa. Ồ. Tao thấy hay vậy. Cái này có lủng nè. Nó rớt ra. Rút lại chưa? Anh rút lại đàng hoàng chứ. Mẹ. Đâu phải như vậy. Cọp rút gì nè ba. Chị, không cần. Nó tuôn ra nó leo ra. Hai con cả nhà ơi. Hồi nãy anh làm dấu ra chưa anh Tâm? Ý anh Khánh. Con nó cả nhà ơi. Quá bự luôn cả nhà. Đây con nữa nè. Nó ở, nếu mà nó ở là nó ở một khu vậy đó. Kìa. Ừ, nhất cũng phải 5-7 con. Ốc dừa hay. Ốc dừa hay. Một con ốc đá nè cả nhà. Hai con ốc đá luôn cả nhà ơi. Phát hiện được con ốc len bự coi nè. Mập ú bu luôn. Len bự quá ha. Ừ. Nãy anh leo lên đập. Ừ. Đứt đồi luôn. Bu lên bên đây. Màu đeo này là đi ướt ướt nè. Tiếp tục. Rồi hả? Rồi. Vậy lượm luôn đi.
đó, chặt cái cây lại ngon thì cứ lụm. Vừa bự quá đắp lại đủ được không? Kệ nắm cây lại kéo vô, quên ăn rồi hả? Được không? Lũ đạn vô. Hai con ốc luôn cả nhà ơi, ba con luôn, bốn con luôn. Ốc dừa không? Dòng dây gá nó nắm cành cây bên đây, nắm nhánh cây bên đây kéo vô đó. Ừ kéo vô, kéo sát sát vô. Rửa thử còn sống không? Còn một quả. Con ở đó là một con cắt đôi, không có đâu cắt đôi khác mà. Linh chi của rừng nước. Nắm rồi cả nhà. Không biết nắm gì mà còn dọc luôn. Gọi là thiên sơn tuyết liên á. Ăn vô trường sinh bất tử luôn. Đây, còn một em ốc luôn cả nhà ơi. Nãy giờ mình vô đây cũng sâu đó. Con mối với mấy người chà bá luôn. Không còn ốc đá luôn. Núp núp dưới mấy cây nè. Nè, ốc đá nè. Giờ này nó lại sát sát gốc cây. Gắn gì không biết kìa. Nước nổi lên luôn rồi. Bự chứ bộ. Biết nó bị gì. Nó ngẫm mà. Núm nó ngã. Bữa nay ốc lan ít quá. Cái con chim gì nó ăn con gì kìa. Lòi kìa. Ồ, đóng ốc luôn kìa. Dựng đâm cho cái dịnh dịnh cái đó. Ừ. Trời lụm đi. Đóng này ở đây nữa nè, dưới này nữa nè. Ở trên nè, trước nè. Anh yếu lượm sao ở trên đóng nè. Kéo vô. Ủa, một ổ luôn đó. Trời lượm vậy còn rớt nữa ông nội. Dạch dạch cái vỏ ra, dạch dạch cái vỏ ra thử coi nó còn không. Thì nó chui đóng. Còn là con nhỏ nè, đổ vô đấy hỏi lại nhỏ nằm đó kiểu nó lớn đó
cả nhà. Đó, đâu rồi, nó bự. Hãy đừng tửng tửng tửng. Mũi nó cắn sưng cái miệng luôn. Sưng cái mặt luôn chưa? Mấy cục luôn à. Mũi khiếp thiệt chứ. Mũi rừng mà. Dạ, tối lại chèo chèo ở đây lạng quạng lạc luôn. Đúng không? Xô ra, xô ra, xô. Nước nó đẩy vô. Đây, hai anh em mình nó. À. Không nó lặn cái kia nó nổi mà. Trời ơi. Con nó bự ghê luôn. Xô 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 cái đầu anh Thanh. Bén lắm à. Trời ơi, nó gì chứ nó bén lắm mà giận. Đi vô cái nó thiệt. Cũng thiệt như vậy. Cái cây nó bị bó. Quẹt vô thuyền cái lại thuyền lắm thì chắc thuyền. Tiếp rồi các nhà ơi, sang coi có cái khác hôm qua anh bắt gần cả chục ký cá út rồi, mà để cuối ngày này em tổng kết cho cả nhà xem. Giờ bây giờ em ra sang cá nhát bắt được ký ốc á ha, hơn hơn ốc tùm lum à. Có đồ quá chừng luôn rồi cả nhà, có đồ Mỹ. Có chim hay cái gì á? Rồi chim ơi. Nâu. Nâu gì mà nâu? Mạnh lắm. Lấy đậu xúc anh. Lấy cái vợ. Lên cái gì mà. Còn có chim, có chim. Chim, có chim, có chim. Ô quá trời luôn. Lấy đậu xúc đi, bỏ gần đi lấy đậu xúc đi. Bỏ đi. Hay quá nồi, lên lên gỡ đi. Okay. Chắc nó quá. Lên 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 lấy giật đi. Chim cái chim. Bự rồi, bự rồi. Lấy cái giật đi, lấy giật. Cái giật mới để không nó cái đang dị con cá ở đây nè, sao mày được. Chim hai con nâu. Không biết nữa, cái chim quá. Chim. hay quá tí ơi. Ghét chồng hờn chứ chống hờn nó không biết câu ở đâu hờn cái gì vậy. Trời ơi nó mất lượt rồi khác không cái bóp rồi cả nhà. Điện đưa cái đường vô anh em tổng kết cá luôn cả nhà ơi. Rồi kéo cái vỏ bỏ đây luôn anh đừng nữa giặt nó coi chừng đứt dây nha. Đó, tổng kết cá 2 ngày lấy thêm cái động nữa không qua lấy thêm cái đi. Đây nhổng chuột á nó nổ con cá phải 2-3 cái giọng bự vậy nè. Trồng con chuột lên. Được, hai con cá chim. Chim bỏ trong cái hồ này. Trời ơi. Chưa mấy con đó chưa có bẻ gai anh rồi. Ví dụ nên tao cũng dám mà hết tiếp luôn. Đi rối canh à. Mấy ký gì. Cốt lỡ không mày cả nhà. Đêm này cả nhà. Vừa săn bắt con rừng. Đây là cá út. Cục rổ cá út. Bên đây là cá chim với cá nâu với cá ngát. Đây cả nhà. Đó. Vừa đây là ốc. Ốc đây cả nhà. Rồi. Giờ em kết thúc clip ở đây cả nhà. Thank you.
thải xong luôn đi. Quay mấy anh em rồi về luôn cả nhà ơi, giờ này mưa, chuẩn bị mưa quá chừng, chuyển mưa quá trời. Ờ, em chào cả nhà nha, chúc cả nhà được nhiều may mắn.